Xin chào mừng anh chị đến với salon Win Auto ở số 8 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay em xin giới thiệu cho anh chị một chiếc Land Cruiser động cơ V8 4.6. 4.6 V8 Land Cruiser được sản xuất năm 2019, màu đen, nội thất đen, mang tên công ty. Một chiếc xe rất là hot hit trên thị trường. Anh chị quan tâm có thể đến trực tiếp hoặc đến trực tiếp cửa hàng ở số 8 Phạm Văn Bạch hoặc liên hệ với số hotline ở trên màn hình. Đó. Qua xem xe, lái thử và để có những cái giá tốt nhất. Rồi, em xin được giới thiệu một vòng chiếc xe này ra nhé. Phần ngoại thất chiếc xe này. Đó. 2019, lăn bánh 2,4 vạn km, đi cực kỳ ít. Đó. Trang bị rất nhiều công nghệ như là đèn full LED này. Đó. Mâm lốp nguyên bản của xe. Đó. Land Cruiser. Đó. Một chiếc xe, một trong những chiếc xe của nhà Toyota gọi là biết kèm lạc. Đó. Đẩy giá thị trường lên rất cao tại vì không có xe. Đó. Giá kèm lạc của chiếc này nó hơn 1 tỷ. Xe mới nó rơi khoảng 1 tỷ 1, 1 tỷ 2. Xe mới chưa lăn bánh, bây giờ nó Land Cruiser 300, LC 300, là xe mới là 4 tỷ mà lạc nó rơi khoảng 1 tỷ 2, tương đương là 5 tỷ 2 cộng với thuế. Giờ khoảng lăn bánh chiếc này cũng phải là 5 tỷ 7 cho đến 5 tỷ 8 trên theo giá thị trường. Đó. Và tất nhiên rồi, xe mới bị lên giá thì những chiếc xe đã qua sử dụng như này của em cũng có phần lên giá. Đó. Tuy nhiên thị trường này rất ít xe. Đó. Rất ít xe đấy. Chiếc này của em sản xuất năm 2019. Đó. Mâm lốp này. Trang bị thì nó không quá nhiều công nghệ đâu. Tuy nhiên thì là một chiếc xe được mệnh danh là an toàn, gầm cao. Đó. Và một chiếc full size nhé. Ngồi rất cao. Đó. Bằng vị trí ghế ngồi của chủ tịch đấy. Đó. Đấy. Đúng rồi. Đó. Hàng ghế thứ ba này cực kỳ rộng rãi. Tất cả những phần keo chỉ, ốc ác đều nguyên zin. Hệ thống khung gầm cực kỳ chắc chắn. Nhà Land Cruiser. Đó là một trong những lý do mà các chủ tịch đã chọn chiếc Land Cruiser này. Hệ thống thì có rất nhiều trang bị hệ thống an toàn trên xe. Chiếc này thì phanh tay vẫn là phanh tay bằng cơ nhé, ghế chỉnh điện.
chưa? Ở bản 2019 này vẫn còn chưa có cửa sổ trời nhá. Đến phiên bản 2020 trở lên thì mới có cửa sổ trời này. Đó. Vẫn là điều hòa 4 vùng độc lập. Đấy ra cực kỳ rộng rãi. Chiếc này của em là Toyota Land Cruiser phiên bản VX 4.6, V8. Đó. Chiếc này em đang chào bán hơn 4 tỷ đồng. Đó. Hơn 4 tỷ. Anh chị quan tâm thì alo em trên số điện thoại trên màn hình nhé. Hoặc là trực tiếp cửa hàng số 8 Phạm Đồng Lạch, Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Đó, qua xem xe, lái thử để có những cái giá tốt nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.